bà rừng một tuần này cứ chỉ rừng cả đại thiệt thôi lúc rừng cái nào đại bà không xin vô rừng cái đại rừng cả đại đó bọc cồn là thưa ai rót tháp ba cả đại bà mình nè cua rót tháp ba mình rừng cua có bọc cồn ba thế khác bà bọc cồn thưa nó bọc ai cồn bà rừng bọc cồn thế bà đại bọc cồn thưa ai rót tháp ba cả đại bà bà hãy cua tại mưa bờ mình mưa cứ mình bán mình thế sầm đất để chú mình bớt sạch thả mùi tết Slot a chop. đọc Đọc án án. Bởi đọc án chia báo. chú lọc chọc Bà. bà hãy bờ bờ mình ca tế vô tập chia bà Bà chia báo. Chia báo hay bởi chia báo mơ tới được cá thích vẽ cắt. bà vẽ cắt cho bà Vẽ cắt đấy bà này thà. cho bà Con sẽ nhớ là tích cái đấy. miền Bà. miền miền tây miền Bà màu mình tự. À, ai thân Visna, Visna, ai có plak đô chứ. Nói mà Visna là ồ. là Bà đã bởi Visna có thích ai. Do mà cho chương nơi cái xuống mầm bà chẳng xong ai bọc cô bà còn ai không thua ai được thưa biết ai chẳng bà bà bắt bong thạm ca rốt cứ việc rốt nặng này bà bà cũng bắt nặng qua nó nè sẽ cái chết bà nhưng mà ra những chuộng thì xong chuộng thì bà rương ra là cổng bà ai đông không nè ai bà đông bà không nè bà con tay bà bọc cô cô tê tay mà đó bà chứ sao nè khắc kinh dạy thảo hay ấy thiệt ấm che thành dây hương lục xăng sật là hốt bà bởi lục xăng sật quát là o nhưng dây là o bà bọn tay quát miên phíp áp với chữ miên bà nhưng mình thấy dây bị áp với chữ miên bà bọn tay mình mến bác bò đó sẽ là trong bác bò đi rõ tha bị ba thế bà ní chỉ riêng bọc cúl bà nhưng xông áo lục xăng sật vì cha na làng vinh bà mình chân đấy bà bà đọc cái gì sao mà sách nó khơi nguồn mà nó bà kiểu thế nè mình tray nặng trơn nè nơi sẽ là trống á thật ra hả? bà nặng trơn Dạ. còn tha còn o côn còn o côn này còn tha o côn thiền ấm đại ban để dây rikon pi pi pan hà bọc côn và Bà. lấy còn tha xong oi mưa ở kham ti sọc hà bà phong Ồ, nhé mình tí sắc hoa bà. còn tha ấy lời ní kham ti sọc hà bà phong thì vinh hai chỉ thùng khăn là số lên Thông khăn là bà xuống. thùng khăn là số lên À, nơi đó mình tí sắc hoa bà, ai thưa ai thông khăn tiền. quát ót là mày tại Ồ, sao quát phục còn lui chắc vì ông này là mày gì ở ở miền bà Nam mày chắc ồ cả đây mình đi sau khai bán nên cứ chung hai những bọn ông tung hỏi chẳng chuộc nè bà mùi tật độc ai bà mưa rương mùi tức đọc ai cho nó cho ấy bởi ta cua mưa mưa hỏi tầng mưa bà hỏi công ai chạm bạch vô tập xìa bà dân sông Phật Âm lô bà thiên tì nâng này lấy đi công ai khát tìm về lìa dũ trong mát sông an bò đầm đi thèm đón bà sông trên bà cho chị ta thiên mình đi thôn thiên tức khai bồ sát sập bài cặp lôi đại học bằng bà và phố bò đầm miên ban ở thị ẩn âm đăng thá ca bị âm lòng khai mỹ thô nà năm bị bọn đọc rằm pí nơi mình đi thôn thiên tức khai bồ sát bàn ba cam bị thi đánh khai lơ cầm rồn sát đa bỏ lái nơi sốc bà can chầm ngái chiên bì cửa lộ mẹt khăn ông đặc biệt bất bằng cứ rót trâu chầm nái lôi khăn ông ca sát đa bỏ lái nó chất pram rồi liền riêng đòi một tí ní trâu băng khlang trên kế chỉ môi nâng cao ở lại lật cầm pruh đánh khai chọn mộng đánh khai chọn bà đánh mộng khai chọn mộng chẳng bố gọt chọn mộng hay bố gọt khai miên mục hàm bố gọt là khai đó nè và khai miên mục hàm mò xlo mê rộp tới vì ai bài ấy dùm bà dục xì bà và trong tức bạc chất bàm rồi liền riêng nó cứ đánh khai chọn bàn tại chiên bà môi quan riêng tê bà lúc bà ra bị thu thu ngô một phút đó nè vì mà ta nhận ná bà rô trăm rồi liên riêng trăm rồi liên riêng sẽ đã đánh lôi cho ban được mối quan riêng chiến và mối quan riêng bà chắc bà ta nè căn lôi căn cầm rô nó cứ phép kia kia hào chạy mà bà ta nè lấy rốt ở lôi mà bà nè thật lẽ mà một tí dưỡng à bà và bà nè lấy đánh thêm mất kỹ cao lên tầng nhá đó bê hết đó bây giờ lôi sao lôi chạy nghiền chẳng hai prạ lập yên prạ lập yên pram pon liên riêng lập yên ban đã phải mối pon riêng đấy bà lập yên chiên phải mối pon riêng ní mò pi cập bờ rông thải bị cá nút bạc bộ cái ban đăng môn đánh thay miên prạ đã ban đánh thay prạ lập yên tạch nút bà số mình dạ thà cùng bờ rông sát đa bỏ lại nút mình mến thải bị cá đã bỏ chụp bón thải bị cá đã bỏ chấn rứ có thải bị cá đã bỏ ADBT cứ chỉ thải vì ca đã bỏ rốt toàn đẹp đó. Bà. Đối chứ này, khi nông cả này ní, rốt bắt bóng lôi trả này, xong rốt mặt trái cửa xuống ní,
មេត្តាមើលផងធម្មតាការដេញថ្លៃយ៉ាងតិចក៏មានក្រុមហ៊ុន3ដែរចូលរួមដេញថ្លៃតែនេះលោកកែវវៃប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកគាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបពុះរបស់គាត់ស្ដារប្រឡាយតែម្ដងបានលុយក្រាន់បានលុយចែកទីចាយម្យ៉ាងទៀតបើតាមគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនបាទសូមអធិស្ឋានក្រុមហ៊ុននោះបានដាក់ពាក្យបាទបើតាមគោលការណ៍គឺក្រុមហ៊ុនត្រូវបានដាក់ពាក្យជាមុនហើយធ្វើបង់ប្រាក់កក់ទៅមន្ទីររតនគារប៉ុន្តែករណីនេះដូចជាអត់មានទេគឺគាត់រៀបចំដេញថ្លៃចោលមុងតែម្ដងបាទបាទដោយសារគាត់មានបាក់ពួកនៅក្នុងទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ដាក់ថាលើគម្រោងនោះគេដាក់លុយមក$500លានហើយបាទប៉ុន្តែឥឡូវដូចមានអញ្ចឹងបើឥឡូវឲ្យដេញថ្លៃទៅប៉ុន្តែដេញថ្លៃគាត់ចំអល់ហ្នឹងចំអល់ទឹះខាងក្រុមហ៊ុននេះត្រូវធ្វើក្រុមហ៊ុននេះត្រូវធ្វើគឺសក្តីគាត់ទាំងអស់បាទដល់ពេលហើយគាត់រៀបចំកម្មវិធីដេញថ្លៃទៅគឺដេញថ្លៃបានតែប្រាក់លំអៀង6000រៀលទេបាទអញ្ចឹងហើយជុំវិញករណីនេះ TNM បានទូរស័ព្ទទៅលោកកៅវៃប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីពេលថ្មីកន្លងមកតែលោកលឺអ្នកទូរទស្សន៍ TNM លោកក៏និយាយថាស្ដាប់គ្នាមិនបានទេបាទស្ដាប់គ្នាអត់បានទេរួចក៏គាត់បិទទូរស័ព្ទទៅព្រោះធម្មតាលោកបារាខ្ញុំតែងតែសុភាទៅបាទខ្ញុំធម្មតាវិជ្ជាយើងទៅសុភាខ្ញុំសួរថាអត់ទោះលោកកៅវៃហ៎បាទបាទបាទបាទលោកបាទចេះលោកខ្ញុំចង់សួរពីបញ្ហាស្ដារបន្លាយមួយបាទគាត់ថាលោកនៅខាងណាខ្ញុំថាខ្ញុំសុជាតាបាទcall ពីទូទស្សន៍ TNM ទៅបាទបាទដល់ពេលហើយគាត់ថាអាឡូអាឡូអាឡូអាឡូអត់ច្បាស់សុំទោសសុំជប់ទោសអត់ច្បាស់វិញតែស្ដាប់ទៀតបានណាបាទដល់ពេលគាត់ឮសូរទូទស្សន៍បែរជាស្ដាប់គ្នាលេងបានលេងបានបាទឲ្យឮតា TNM លេងស្ដាប់បានមកឮ TNM លេងហ្មងដឹងមិនដឹងបាទបន្ទាប់មក TNM ក៏ព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅកាន់គាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសាពេលខ្លះគាត់បិទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតែម្ដងគ្រប់តែម្ដងមកគឺលែងហ្នឹងដល់ពេលនេះហើយឲ្យចូលអត់ទាន់ហ៊ានបើកផងពួកខ្លាចខ្ញុំសួរបាទបាទពួកខ្ញុំសួរពួកខ្ញុំដឹករឿងនឹងច្បាស់ខ្ញុំមានឯកសារមិនប្រាប់ទៅចាំមិនបាត់ប្រាក់លំអៀងតិចម៉េចហើយបាទករណីនេះដែរឯអាដាមប៊ុនហ៊ានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកដែលទទួលបន្ទុកខាងលទ្ធកម្មណាបាទបាទជុំវិញករណីដេញថ្លៃនេះខាងខ្ញុំធានអឹមយើងបានខលទៅសួរគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់និយាយថាគាត់អត់បានច្បាស់លើគម្រោងនោះទេអញ្ចឹងគាត់សូមអធិស្ឋានច្រើនបាទនឹងអាដាមគាត់មានភាសាប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអ្នកណោះពាកក្រសួងធនធានទឹកខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទទៅគាត់ដែរបាទបាទដោយគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញគាត់ឆ្លើយដោយថ្លៃថ្នូរបំផុតបាទបាទដោយត្រឹមត្រូវបំផុតបាទយើងមិនដែរបាទខ្ញុំថាអត់ទោះលោកក្នុងនាមលោកជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាមានករណីដេញថ្លៃប្រកបដីមួយបាទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់តើលោកបានជ្រាបអត់គាត់ថាសូមលោកសាចុះគម្រោងនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋឬក៏របស់ជប៉ុនឬក៏របស់ ADB ឬក៏របស់ក្រុមហ៊ុនអីរបស់ណាអ្នកណាមួយអញ្ចឹងទៅចិនអីអញ្ចឹងទៅបាទបាទបាទហើយគាត់បានបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជារបស់រដ្ឋអានឹងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋជាអ្នកដេញថ្លៃខ្មែរយើងអ្នកដេញថ្លៃបាទមន្ទីរអ្នកដេញថ្លៃប៉ុន្តែរបស់ចិនគេដេញនៅប្រទេសចិនណោះនៅជប៉ុនគេដេញថ្លៃណោះបាទរបស់ ADB គេដេញតែនៅអង្គការបកគេអញ្ចឹងណាគាត់ថាឥឡូវគាត់សួរថាគម្រោងហ្នឹងរបស់ខាងកម្ពុជាមែនខ្ញុំថាគម្រោងនេះគឺជារបស់រដ្ឋហើយពលរដ្ឋតែម្នាក់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ថាអញ្ចឹងចាំសួរឲ្យច្បាស់មើលតើគម្រោងរបស់រដ្ឋមែនអត់បាទហើយគាត់ក៏ថាគាត់ជាប់រវល់គាត់សុំជំរាបលាអញ្ចឹងណាគាត់ថាឲ្យយើងនឹងសួរព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ថាតើរបស់រដ្ឋឬរបស់អីបាទឲ្យសួរឲ្យច្បាស់សិនទៅហើយគាត់ក៏បាត់ទូរស័ព្ទបាទដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមទៅខាងសហការីរបស់យើងប្រចាំខេត្តហ្នឹងគាត់ថាគម្រោងហ្នឹងគឺគម្រោងរបស់រដ្ឋរដ្ឋជាតតលក្ខថវិកាទៅមន្ទីរហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យស្ដារបន្លាយជាង2គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពិតហើយគឺខ្ញុំខលទៅគាត់វិញតែគាត់លែងលើកទូរស័ព្ទមកអ្នកនាំពាក្យក៏អត់លើកគាត់ដឹងថាគម្រោងរបស់រដ្ឋហើយនេះបាទគម្រោងរបស់រដ្ឋជានាំនេះស៊ីទៅបាទបាទខ្ញុំមិនថាម្ដងថាសរសើរគាត់ឥឡូវបែរទៅជាអញ្ចឹងវិញបាទសរសើរគាត់មុនដំបូងខ្ញុំសរសើរគាត់ដល់ពេលក្រោយឡើងគាត់លើកថាគម្រោងរបស់រដ្ឋគាត់លែងលើកទូរស័ព្ទលើកឡើងបាទព្រោះលុយរដ្ឋជានាំនេះហូបទៅមានអីបាទបាទខាត់លុយរដ្ឋយើងទេក៏មិនខាត់លុយរបស់ចិននេះ
បាទនឹងហើយអញ្ចឹងជុំវិញករណីនេះសូមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្ធិទឹកបាទមេត្តាមើលលោកប្រធានមន្ត្រីខេត្តពោធិ៍សាត់នេះផងបាទព្រោះតទួលរងនៃការរិះគន់ថាគាត់ដេញថ្លៃចងមុងហើយការដេញថ្លៃនោះទៀតសោតគឺមានប្រាក់លំអៀងតែ 6 ពាន់រៀលទេបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបាត់បង់ថវិការដ្ឋច្រើនណាស់បើសិនជាយើងឲ្យមានក្រុមហ៊ុន3ចូលរួមអាក្រុមហ៊ុនដែលសុចរិតណាបាទចូលទៅដេញថ្លៃស្ដារបន្លាយជាង2គីឡូណាលោកបុរាខ្ញុំជឿថាយ៉ាងច្រើនណាស់ថវិការវាអាចថយទៅត្រឹម 600 លានយើងអាចថាយ៉ាងច្រើនខាងវិស័យឯកជនគេទៅដេញថ្លៃយើងជឿថាអស់ 300 លានឬក៏ 400 លានចុះបាទរត់យើងនៅសល់ 100 លានទេណាបាទបាទតែនេះអត់ទេគេដាក់ផាត់ផាត់ហ្មងផាត់ផាត់ហ្មងបា
ឥឡូវតាមទូទួវិញខ្ញុំនិយាយតាមទូទួឲ្យលោកស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់បាទអញ្ចឹងបើលោកដឹងហើយលោកថាមិនពិតណានោះលោកអាចមានសិទ្ធបកស្រាយមកខាង TNM យើងខ្ញុំបានបាទយើងខ្ញុំរងចាំទទួលស្វាគមន៍ដោយរីករាយបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបတ်បញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះបាទហើយនឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទប៉ុន្តែមុនឈានដល់ព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមជួបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភតិចសិនព្រោះនៅឧបត្ថម្ភយើងគាត់រងចាំមើលស្គាល់ឧបត្ថម្ភលោកលោកលីវិធីនិងភរិយាហ្នឹងឯងមែនទេបាទមើលអរគុណបាទអរគុណលោកលីវិធីនិងភរិយាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីពិសេសម្សិលមិញបាទអរគុណច្រើនលឺសូតាលោកវិធីមកពីថៃវិញហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណថ្ងៃតិចទៀតខ្ញុំទៅជួបយកកញ្ចប់ហ្នឹងឧបត្ថម្ភហើយសូមអរគុណលោកអញ្ញាលោកវិធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន KFA ផងដែរហើយក៏សូមអរគុណក្រុមហ៊ុន Star ក្រុមហ៊ុន Star Fortune បាទ Mr. Anthony បាទ